chỗ này sao không quây bờ và mà trồng lúa nhỉ? Không được. Mấy không quây được chị? Nó lụt như là viễn ấy. Không có kinh phí để mình quây. À đấy. Rất nhiều lau sậy nha. Lau sậy chả ngang. Đây đường này là à, có chứ. Này thích đến đây nhảy lên đây, đây là cả một cái bãi rộng mà. Thêm được đi thêm 200m nữa. Và nó ăn kiểu ấy bẫy, gọi là bẫy, tức là nó ăn bắt chơi kiểu ấy. Cái chụp được thì chất nhở, nó của đất con rơi mà chụp được cái cảnh ấy chất. Bác cứ đi bình thường thôi, cứ đi, bác cứ đi bình thường, đi xuống đây cho cháu ấy. Không, vẫn đi 4 người mà. Nắng mà. Vâng. Thế hiểu rồi cái gì? Vậy là bây giờ phải khẩn trương vào hết nắng. Đâu mà đi nó ngon. Không, nhưng mà thế thì vẫn phải đi chứ. Ý vậy thì tôi lỡ sợ các anh không đi được. Không, đi được hết ạ. Ừ, phải trèo về leo, chưa có bậc. Vâng. Chưa có bậc. Có nghĩa là còn hành hoang sơ thì chưa có ai đụng cả. Đấy, bây giờ người ta đang tiến tới là nó có cái hai ba cái hang cơ mà. Hai ba cái hang cơ mà. Hang còn đi xuyên sang bên kia nữa cơ mà. Có rộng. Chỉ có là lầy lội nó không sạch như thế này đâu. Đi thuyền thế này đâu. Kệ thôi, ta cứ đi thôi. Yeah. Đi gọi là đi đi trước thiên hạ thì cho nó là lầy lội nước, lầy lội nước, lầy lội bùn nước. Vâng. Đã lên đến bến. Nó trồng chanh chứ. Cháu tưởng là cứ để ở dưới. Rồi, lên chưa nào? Hôm nay là phải có một cái clip để đi ấy đấy nha. Hôm nay là có một cái clip luôn đấy. Clip du lịch trải nghiệm. Nào, chuẩn bị chú cởi quần dài ra nhá để bốn mấy tuổi không biết cái tre gì. Đang mùa hoa sậy. Bốn mấy tuổi không biết cây tre thì có khi em không chơi với anh ấy đâu. Okay. Em bình thường châu bò đấy nhiều lắm. Ừ. Nổ đi chứ không có. Nhiều quá không nổ thì không nổ rẻ mà. Trước khi cấy thì phải nổ đi chứ không có chị. Cấy thì cũng chỉ mấy lần nhưng nó lại dì xuống thôi. À đấy ạ. À. Chứ không nổ hẳn dễ lên chứ. Không nổ hẳn nhiều quá. Thế thì nó lẫn vào lúa. Đừng đi chỗ này thơ mộng chi. Đẹp. Nha.
mỗi tuần là nó cũng có hang. Ôi trời ơi, vậy nay có thời gian không tôi dẫn sang? Không ạ, không có thời gian. Không khác. Được. Đơn giản mà. Vâng vâng. Tức là lúc về này ra đến cái đường mà các anh thấy có cái đường đấy dạ. nó dễ chua chua nhé. Thế là xuống đến là đầu núi là lên thôi. Là để thuyền đấy xong lên cái là có đoạn là tới luôn mà. Vâng. Đấy là vỏ ốc của vỏ ốc. Vỏ ốc nhiều lắm. Vỏ ốc từ xưa hay là bây giờ? Từ xưa mà. Giờ không biết mấy đời nó đã thành nó xanh. Tức là nó gọi là cái gì? Hóa thạch. Đấy, nó đã hóa thạch đấy cơ mà. Đấy, nó không gọi là mấy đời mà nó là hàng trăm năm. Hàng triệu năm. Đấy nó như vậy cơ. Thế à? Còn gọi là cái loại ốc núi, ốc đá, ốc núi đấy bằng này đấy. Nhưng mà người ta chặt đi, người ta ăn, người ta luộc xong người ta ăn rồi cơ mà. Vẫn là người ăn chứ không phải là vỏ ốc. Vỏ ốc có người ăn mà. Lấy có dao chặt hả nói, con đứt đuôi mà. Đấy, người ngày xưa ăn. Cái ốc ấy chúng tôi gọi là ốc suối. Ở suối mới có chứ còn đây không có. Cái loại ấy là... Okay, bác lái đò vui tính nhá. Đây là núi voi này. Đây, núi tướng trên kia. Vâng. Cái bằng trên kia. Bên trên cây bên cạnh đây là núi ngựa. Đây là núi con ngựa. Đấy đấy con ngựa đây nha. Cái đầu cái chán của nó đây. Rồi, cái chán giống cái trán của nó đây. Vâng, cái chán con ngựa. Đấy, đấy. Người ta các cụ đặt đấy. Vâng. Từ xưa đấy. Đây là núi con ngựa. Rồi, núi voi. Quay đây là núi con voi. Xong rồi lên là núi tướng. Đấy. Và mà núi tướng của nó dài, chiều dài của nó như thế. Thế cả. Nó cũng hành quân bộ đội về đây. Vâng. Cứ con đi trước con đi sau. Thế là lạc nhau thì hú ý nhau vậy là gọi nhau vậy. Ừ. Nhưng mà đi đến nào con. Ở núi đá, chân đá. Cửa động chuyên thiên hà. Chỉ có ăn rơi thôi mà. Rơi. Nó bắt rơi ra. Bây giờ đi động thiên hà nhá. Rồi. Còn đây không? Còn đây ok. Thằng quay nhá. Chụp rồi. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Úi giời. Thêm anh nhà báo úp nơm, mang nơm úp nữa. Giày rất là đẹp luôn. Ô thật là. Cái này không lại bảo là chụp ảnh nghệ thuật. Đây là chụp rất thật. Ok, đẹp quá. Như là tiên rồi. Đứa ơi chuẩn bị đi nhá anh.